Quý khán giả thân mến, câu chuyện dở khóc dở cười của những tỷ phú hờ trong giới tiền số nghèo vẫn hoàn nghèo vì nhỡ may quên mật khẩu ví điện tử chẳng xa lạ gì với chúng ta là bao. Khi hàng loạt dịch vụ công nghệ trực tuyến và ngoại tuyến ra đời, người dùng lại càng có nhiều mật khẩu phát sinh. Trong khi đó thì mật khẩu lại cần đủ phức tạp để bảo mật, đồng thời cần hợp lý để ghi nhớ. Một thế giới không mật khẩu nhưng vẫn an toàn là mơ ước không chỉ của nhiều doanh nghiệp mà của nhiều hãng công nghệ. Chúng tôi trở lại trong Tech Explained tuần này với cuộc trò chuyện cùng anh Nguyễn Hữu Trung từ SciStack. Vâng, xin chào anh Trung ạ. Xin chào quý khán giả, xin chào Hải Triều. Vâng thưa anh, mật khẩu thì rất quen thuộc với chúng ta rồi, nhưng mà những ưu nhược điểm của mật khẩu truyền thống thì ra sao ạ, thưa anh? Khái niệm mật khẩu truyền thống thì được sinh ra từ những năm 1960 và trải qua gần 6 thập kỷ thì mật khẩu vẫn đang chứng minh được một cái giá trị rất là bền vững của mình trong đời sống hàng ngày. Mật khẩu truyền thống chúng ta biết là những cái ký tự chúng ta nhập vào các cái ô đăng nhập thì nó là một cách sử dụng rất dễ dàng với khá nhiều người. Tuy nhiên mật khẩu thì đang ngày bộc lộ những cái nhược điểm rất rõ ràng. Ví dụ như là để mà chúng ta có mật khẩu tốt thì nó phải dài, nó khó nhớ và nó có đủ phức tạp. Ngoài ra thì quả cái việc mà chia sẻ mật khẩu giữa hai người trong một số hoàn cảnh thì khá là khó khăn. Hacker thường mất bao nhiêu lâu để phá đi mật khẩu bảo vệ, thưa anh? Việc phá mật khẩu thì còn tùy thuộc vào cái độ phức tạp mật khẩu này. Quá trình này có thể kéo dài khoảng vài giây, nhưng thậm chí có thể vài năm hoặc là rất là lâu hơn nữa. Nó tùy thuộc rất lớn vào cái độ phức tạp, độ dài của mật khẩu. Và một mật khẩu được gọi là mật khẩu tốt, mật khẩu mạnh khi nó có độ dài đủ lớn từ 8 đến 10 ký tự trở lên, có kết hợp đầy đủ các ký tự hoa thường, các ký tự đặc biệt, có số. Nhiều công ty công nghệ đang hướng tới khai tử mật khẩu truyền thống. Những công nghệ nào theo anh sẽ được sử dụng phổ biến trong tương lai để thay thế mật khẩu ạ? Trong những năm gần đây thì người ta nhắc đến nhiều về một cái khái niệm gọi là passwordless. Passwordless được hiểu là cách công nghệ mà không dùng phương pháp mật khẩu truyền thống, tức là không dùng các ký tự và người dùng không phải gõ bất kỳ cái gì khác để vào để có thể đăng nhập vào tài khoản mình. Passwordless thì nó có bao gồm rất là nhiều cái công nghệ nhỏ bên trong, ví dụ như công nghệ về xác thực đa yếu tố. Một cách dễ hình dung thì người dùng lúc đấy chỉ cần một cái email của mình và mật khẩu hoặc là một cái chuỗi xác thực sẽ được gửi về email đấy và người dùng chỉ click vào cái link đấy thì sẽ vào được hệ thống của mình. Hoặc là các công nghệ liên quan đến sinh trắc học, ví dụ như sử dụng vân tay, mống mắt hoặc là sử dụng giọng nói để mà xác thực mật khẩu. So với công nghệ mật khẩu truyền thống ấy, thì các cái công nghệ mới này nó sẽ an toàn hơn về một mặt nào đó. Có nghĩa là người dùng khi đấy sẽ không phải ghi nhớ quá nhiều. Tuy nhiên cái nhược điểm thì người dùng đòi hỏi phải sử dụng thêm một cái, có thể là một phần mềm hoặc một cái thiết bị bên thứ ba. Đây là một cái rào cản khá lớn với cái việc mà phát triển của passwordless trong nhiều năm gần đây. Nó luôn đòi hỏi thêm các cái phần mềm và các cái thiết bị phần cứng đi kèm. Tuy nhiên thì trong khoảng một vài năm trở lại đây thì bản thân các cái hãng điện thoại thông minh như là Apple hay Android, Samsung thì họ đã phát triển cái công nghệ passwordless để tích hợp sẵn vào các thiết bị di động của mình. Với cái sự phát triển hiện tại của mỗi iPhone ấy, thì cái việc mà passwordless được tích hợp sẵn vào các cái thiết bị đấy nó giúp cho người dùng có thể tiếp cận dễ dàng hơn rất là nhiều mà không cần phải mua thêm một thiết bị khác ngoài chiếc điện thoại thông minh của mình. Theo số liệu thống kê mới nhất của Microsoft, cứ mỗi giây trôi qua lại có 1.000 vụ tấn công, tương đương với gần 32 tỷ vụ tấn công mỗi năm, nhằm tới mắt xích yếu nhất của hệ thống bảo mật chính là mật khẩu. Viện Công nghệ Georgia Mỹ đã chứng minh để phá mật khẩu 8 ký tự chỉ cần chưa đầy 2 giờ, nhưng với mật khẩu 12 ký tự phải mất 17.134 năm. Dẫu vậy, mật khẩu dài, phức tạp vẫn khiến nhiều người đau đầu. Từ khóa quên mật khẩu trên Google cho ra gần 3 tỷ 850 triệu kết quả, đủ thấy sự chắc trở trong vấn đề ghi nhớ. Okta, Duo, Google, Apple và Microsoft là các Big Tech đang tích cực tìm ra phương án đăng nhập mới dễ chịu hơn cho người dùng. Từ tháng 5 2021, Microsoft thí điểm sử dụng Authenticator không cần mật khẩu. Còn trong tháng 5 năm nay, Google đã nối bước thí điểm Passkey, tiêu chuẩn do Liên minh FIDO giới thiệu, gồm 3 ông lớn Apple, Microsoft và Google. Với sự hợp tác của các nền tảng lớn, Google Passkey là một tùy chọn giúp việc đăng nhập an toàn và bảo mật hơn với một khóa kỹ thuật số duy nhất lưu trữ trên một thiết bị, nhưng giúp người dùng liên kết với các thiết bị khác, kể cả thiết bị mới. Theo Google, Passkey được phát triển dựa trên tiêu chuẩn Web Authentication với nguyên lý là phương thức mã hóa Public Key, Private Key, dùng trong các blockchain. Các cặp mật khẩu không thể được sử dụng lại, không bị rò rỉ khi máy chủ bị tấn công và giúp bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công lừa đảo. Anh dự đoán như thế nào về thế giới không mật khẩu? Có những lợi ích nào và có những rào cản bất lợi phát sinh nào không thưa anh?
Trong tương lai gần thì không mật khẩu là một điều khá là khó để mà chúng ta thực hiện được. Người dùng sẽ vẫn phải sử dụng mật khẩu truyền thống, vẫn phải đối mặt với những rủi ro của nó. Và để mà giảm thiểu cái rủi ro từ mật khẩu truyền thống ấy, thì người dùng nên bắt đầu sử dụng các cái trình quản lý mật khẩu. Các chương trình này sẽ giúp cho người dùng có thể lưu trữ, ghi nhớ mật khẩu một cách an toàn hơn và có thể tạo được các mật khẩu có độ phức tạp cao. Còn về dài hạn xa hơn ấy, thì có thể khi mà cái công nghệ passwordlist nó phát triển mạnh mẽ hơn, nó tích hợp hơn được nhiều vào cái giải pháp, các cái thiết bị phần cứng mà chúng ta đang sử dụng ấy, thì cái đấy mọi thứ nó sẽ khả thi hơn rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn anh đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.